Mình để ý trong thời gian gần đây là những cái tech vlog hay là những cái vlog liên quan đến công nghệ của mình đều là mình làm quảng cáo, đều giới thiệu cái sản phẩm gì đấy. Thế và mình nhận ra là nếu như mình tiếp tục để điều này nó kéo dài trong thời gian nữa thì nó sẽ không tốt cho content của mình. Thế nên là hôm nay mình quyết định làm một cái tech vlog khác. Và cái tech vlog này thì mình chỉ đơn thuần chia sẻ với các bạn những cái kiến thức liên quan đến công nghệ mà khá là nhiều bạn hỏi mình trong thời gian gần đây. Vậy thôi, sẽ không có quảng cáo nào trong video này cả. Rồi, có một cái câu hỏi mình nhận được rất nhiều, đó chính là các bạn hay hỏi mình là mình sử dụng app chỉnh ảnh gì, mình sử dụng app edit ảnh gì. Thế nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba ứng dụng chỉnh sửa ảnh và chỉnh màu ảnh mình hay sử dụng nhất. Và ba ứng dụng này cũng là ba ứng dụng mình sử dụng nhiều nhất trên những cái tấm hình trên Insta của mình, trên Facebook của mình. Facebook bây giờ bỏ rồi, chỉ còn đến Insta thôi. Và cũng khá nhiều bạn hỏi, thế nên là tại sao không phải chia sẻ với các bạn, đúng không? Và trước khi bắt đầu video thì mình xin phép nói luôn là thiết bị mình sử dụng cho những cái phần mình chỉnh sửa ảnh này là iPhone. Mình thích chụp ảnh là iPhone. Mình chọn việc sử dụng iPhone để chụp ảnh vì đơn giản là cái màu iPhone mình thấy là hợp nhất, cũng như là nó dễ ăn màu trên những cái app chỉnh ảnh nhất đấy. Và nhân tiện nói về iPhone, hiện tại Sapphire đang có chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới. Mình sẽ để nó link ở ngay phía bên dưới nếu các bạn quan tâm. Rồi, sẽ không có quảng cáo nào trong video này cả. Ok, và mình sẽ bắt đầu với từng ứng dụng một và sắp xếp theo cái mức độ phức tạp sử dụng dần. Và cái ứng dụng đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là ứng dụng DASS. Cái này là DASS, cái này thì mình không biết là có ở trên Android hay không, nhưng iOS chắc chắn là có rồi. Thì đây là một cái ứng dụng chụp hình mô phỏng lại cái chất lượng của máy phim ngày xưa. Các bạn có thể nhìn thấy cái giao diện của nó ở đây, khá là đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ chỉ có một cái phần là đấy, ví dụ chúng ta chọn các cái mẫu ảnh chúng ta muốn chụp này, rồi chúng ta sẽ chọn các cái filter, cái gọi là phụ kiện ở phía trên. Và có một cái mình cần lưu ý cho các bạn là cái phiên bản mình sử dụng là phiên bản miễn phí, tức là nó chỉ unlock một số những cái mẫu máy ảnh và một số phụ kiện thôi. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng full cái bộ sản phẩm ở đây thì các bạn sẽ phải mua DASS Pro. Và các bạn thì nhìn ngay phía trên này thì mình nhớ không lầm là 92.000 một năm hay là hơn 200.000 một lần mua đứt ấy. Đấy, thì đấy là tùy các bạn lựa chọn. Và trong cái đống những cái máy ảnh mà phần mềm này cung cấp, mình sử dụng một cái là nhiều nhất, đó chính là cái Instant C này. Đó, bởi vì là đây là cái mẫu mà chụp ra cái màu kiểu màu phim máy ảnh ăn luôn, giống như của Fujifilm ấy. Đấy, thì mình hay sử dụng cái này nhất và cái màu của nó cũng khá là dễ chịu. Và bây giờ thì mình sẽ chụp thử bạn. Cái này vẫn đang để phía sai à? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chụp thử bạn cameraman của mình. Giơ tay chào đi em. Bê đê vậy. Rồi, các bạn thể thấy là đây có lại cái tấm hình kết quả ra của nó. Thì cái mình thích ở đây là ngoài cái màu ảnh ra thì nó cho chúng ta cái ảnh vào trong một cái khung trắng. Nó giống như là cái ảnh phim mà khi mà chụp xong nó chui ra ấy. Đấy, nó khá là giống ngoài đời thật và mình rất là thích. Các bạn có thể để ý cái phần màu ảnh này. Nó, mình không biết là những cái phần mềm khác như nào, nhưng với ý kiến cá nhân và cái trải nghiệm của mình thì mình thấy đây là phần mềm mô tả cái phim instant giống nhất. Nó có thể nói là nó có một cái độ gọi là hơi bệt bệt nhẹ, cái mức độ chi tiết nó hơi thấp. Rồi màu của nó thì màu của nó nhìn nó rất là phim. Và với ứng dụng này thì gần như là mình chỉ point and shoot, tức là chỉ dơ lên và chụp và sau đó up lên mạng xã hội luôn, không phải chỉnh sửa thêm gì cả. Nên là tóm lại, đây là những cái phần mềm những thanh niên nó sống ảo, thích tỏ ra vintage giống như mình. Và một vài những tấm hình khác mình có thể cho các bạn xem. Ví dụ như là đây là tấm mình chụp thằng Sơn này. Đấy, các bạn có thể nhìn cái màu của nó nhìn khá là trong, nhìn cực kỳ thích mắt luôn này. Rồi đây là một tấm mình chụp ở Đà Lạt luôn. Các bạn có thể thấy cái màu ảnh của nó theo hướng là xanh trắng rất là đẹp. Đấy, cái này là đều là auto hết rồi, mình không phải chỉnh gì hết nhá. Rồi, ứng dụng tiếp theo là ứng dụng chỉnh màu ảnh. Và đây cũng là một trong những ứng dụng các bạn hỏi mình rất là nhiều. Đó chính là ứng dụng RNI Films. Thì RNI thì nghe có vẻ hơi cao siêu, thực ra dịch ra tiếng Anh ấy của nó thì nó chỉ là viết tắt là của Really Nice Image. Đó có nghĩa là ảnh cực đẹp, ảnh khá đẹp. Đấy, nói chung là đại loại như vậy. Thì đây cũng là một trong những cái phần mềm mà chỉnh màu theo giả lập với cả máy phim. Và cái giao diện của nó thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn vào chọn một cái tấm hình đây để mình chọn và edit thử cho các bạn xem. Đây, mình sẽ chọn cái tấm này. Đây là mình chụp Sơn và My trong cái hôm mình đi ăn thử bánh đa bề bề của Trâm Anh. Nhân tiện thì chủ thì ngon nhưng bánh đa bề bề thì ăn như rồi. Với những phần mềm này chúng ta sẽ có những bộ màu nào? Chúng ta sẽ có một bộ ảnh màu phim instant giống như là cái phần mềm kia này, nhưng cái này mình không sử dụng. Chúng ta có màu black and white là đen trắng này, rồi vintage, rồi negative. Ra thì gọi là nhiều bộ màu này thôi, nhưng mà những cái filter màu mình chủ yếu thì đều là vintage tất cả. Và có hai màu mình hay sử dụng nhất là cái Alpha Color 40S và Alpha Color 40S Edge, tức là một cái là bình thường, một cái là hơi cũ. Đấy, thì mình hay sử dụng hai màu này. Thì hai màu này nó hơi có thiên hướng là kiểu nó màu trắng xanh nhiều hơn, nên là mình thấy khá là thích và làm cho cảm giác là ảnh nó khá trong. Thế nhưng có một cái là hai cái màu này thì thường làm cho da của chúng ta bị sạm và hơi bị trắng bệch. Thế nên là mình sẽ phải điều chỉnh một chút ở phần cái bên cạnh, là mình sẽ chỉnh một số cái liên quan đến cái độ ấm và lạnh của ảnh này. Thường mình sẽ chỉnh sang hơi ấm một chút để da nó lên một tí màu này.
rồi tăng tin nhẹ kiểu lên tím một tí này đó, cho nó tăng saturation. Đấy là những cách mình hay chỉnh màu, và đây là một trong những cái phần mềm mà mình cho rằng là thứ nhất là màu nó khá đẹp, và thứ hai là những cái tool chỉnh của nó nhìn cũng rất là dễ làm và cũng gọi như là dễ làm quen. Với những ai là amateur giống như mình, mới tập chụp ảnh và mới tập chỉnh màu ảnh thì có thể sử dụng phần mềm này, bởi vì nó không quá phức tạp ấy, và nó cũng thể cho ra bạn những cái tấm hình nó đẹp tương đương với những người mà sử dụng phần mềm ví dụ như là VSCO chẳng hạn. Rồi, và phần mềm cuối cùng và cũng là phần mềm phức tạp nhất đó chính là PicsArt, và đây có lẽ là một trong những cái tên mà các bạn không còn thấy lạ nữa rồi. PicsArt thì được giới thiệu rất là nhiều, các anh em review nói rất là nhiều đúng không, và đây có thể coi như là một cái phiên bản Photoshop dành cho điện thoại vậy, bởi vì nó làm được quá nhiều thứ ở trên này. Và đây là mình sẽ lấy ví dụ các bạn một tấm ảnh mà các bạn hỏi mình làm tutorial khá là nhiều, là cái tấm mà mình mặc cái áo Not Fucking Chinese. Tiếp theo nữa là mình ghép vào một cái nền gọi là Galaxy ở đằng sau rồi thêm chữ trước các thứ. Và toàn bộ cái tấm ảnh này mình chỉ làm trên PicsArt thôi chứ mình không làm trên Photoshop, bởi vì mình đéo biết dùng. Cái phần mềm này nó có thể làm được những gì? Thì đây các bạn thấy vào phần tool mà các bạn có thể nhìn thấy này, nó đã có một đống tất cả các thứ mà nhìn rất là chuyên nghiệp rồi. Thế nhưng mà mình thì thường sử dụng cái chế độ gọi là free crop của nó thôi. Thì cái PicsArt này nó có cái khá là hay là nó cho phép crop phần người ra. Đây mình để mình lấy một ảnh khác cho các bạn xem. Đây và mình sẽ lấy luôn cái ảnh gốc ban đầu của cái tấm hình mình mặc cái áo đó, là cái mình chụp ở nhà. Công nhận là cái này chuẩn thật. Rồi và mình đã sử dụng một cái gọi là free crop này, và mình chỉ cần ấn chọn vào cái biểu tượng mặt người, các bạn nhìn thấy đây không? Đó, bấm vào này mà nó sẽ tách người chúng ta ra khỏi nền. Đây là một trong những cái mà mình nghĩ là những dân làm Photoshop cũng phải làm khá là nhiều. Nhưng mà cái phần mềm này thì nó có cái chế độ auto ấy, thế nên là nó khá là dễ dàng. Rồi sau đó các bạn chỉnh sửa thêm một tí, ví dụ như là chế độ auto nó chưa lấy hết được phần tay thì các bạn có thể tự chủ động lấy thủ công này. Đây mình đã lấy kiểu gọi là tạm thời các thứ không? Đấy, đây là cái này lem lem ra đấy, lấy hết cho căng này không? Rồi xong, và mình đã tách người ra khỏi cái nền rất là dễ. Thì đây cũng là một trong những cái mà mình hay làm với những tấm ảnh của mình. Nếu mà mình chụp xong mình tách người ra, mình ghép vào một cái phông nền nào đấy khác. Một cái điểm nữa mà mình cũng rất là thích với trên cái phần mềm PicsArt này, nó có một cái bộ màu mà có lẽ là không có phần mềm nào có, ít nhất là với trải nghiệm của mình là như vậy. Nó là một cái bộ màu nó hơi thiên hướng kiểu animated, hoặc là bộ màu gọi là không giống người thường, nên là nó như kiểu là nó phủ lên gọi là nói nào nhỉ? Nó thêm những cái effect kiểu rất ảo chó ấy. Đây, như các bạn nhìn này. Đấy. Nhìn này. Các bạn nhìn không? Những cái filter màu như thế này ấy, thì gần như là những cái phần mềm khác mình không tìm thấy được. Và đây có thể đem lại cho mình cái sự sáng tạo vô biên. Mình có thể làm được rất nhiều thứ với những cái bộ màu như này. Đây có thể chỉnh được này. Đây vào filter màu này đúng không? Các bạn có thể chỉnh tiếp ở trong này. Ví dụ Multiply này, Color Burn này, Darken này, Lighten này. Những cái này là cái gì thì nói thật là mình không biết. Mình chỉ chọn và xem cái nào hợp lý thì mình dùng thôi. Thế trước cái đấy là các bạn có thể thêm text này, các bạn thêm sticker, thêm một hình, có thể ghép nhiều hình vào với nhau. Tất cả đều có thể làm trên PicsArt. Và các bạn để ý những cái tấm hình mà coi là hơi phức tạp trên Insta của mình ấy, thì đây, tất cả đều là do PicsArt cả, chứ mình không có sử dụng Photoshop. Rồi ok, và đó là ba phần mềm chỉnh sửa ảnh mà có lẽ là nhiều bạn hỏi mình khá là nhiều rồi. Video này mình trả lời cho các bạn đây. Và với những phần mềm này thì có thể là nhiều bạn đã biết rồi, có thể nhiều bạn chưa biết. Bởi vì nói đến chỉnh ảnh trên iPhone chắc các bạn sẽ nghĩ đến VSCO. Nhưng cá nhân mình nói thật là mình không thích sử dụng phần mềm ấy lắm, mà mình chỉ thích sử dụng ba phần mềm này thôi. Và mong là qua video này các bạn có thể tìm thấy ba phần mềm này nó hay ho, cũng như là có thể phát triển thêm cái khả năng sáng tạo của bạn trong cái vấn đề nhiễm ảnh các thứ, hiểu không? Đấy. Và nhân tiện nói với iPhone đi thì mình đã nói đầu video rồi. Hiện tại Xiaomi đang có chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới. Đường link mình sẽ để ngay phía bên dưới các bạn, nếu anh em nào quan tâm đến chương trình, trong đấy sẽ đầy đủ chi tiết, anh em đừng lo. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này, thứ hai đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho kênh Tân Cú nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video không quảng cáo lần sau.